Chiều 20 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo phân tích và dự báo xu thế thời tiết trong 10 ngày từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 trên cả nước. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 20 đến ngày 30 tháng 10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 20 đến ngày 30 tháng 10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 10 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 20 đến ngày 21 tháng 10 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng phía Bắc từ ngày mai 21 tháng 10 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 22 tháng 10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 20 đến ngày 21 tháng 10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 22 tháng 10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng từ 23 đến 24 tháng 10, phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, từ đêm 20 đến ngày 30 tháng 10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ đêm 20 đến ngày 30 tháng 10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 10 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm và sáng sớm trời lạnh.